hey 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 hey. Nắng đã lên đầu dây, hè giang tay vẫy chào, áng mây trên trời cao như có điều buồn hoi. Qua khóa tu mùa hè thì chúng mong muốn là các bạn ấy có một cái trải nghiệm là tham gia cái hoạt động xã hội, có gặp nhiều gỡ bạn bè hơn để nâng cao thêm kỹ năng sống cũng như là cái kỹ năng giao tiếp của bạn đó. Ngoài ra thì cũng mong muốn là qua cái việc học Phật pháp ở chùa thì bạn ấy cũng có học tập thêm những cái kiến thức để nâng cao những cái ứng xử trong gia đình cũng như là ngoài xã hội. Qua khóa tu này thì bố mẹ gia đình cũng mong là các con sẽ trưởng thành hơn, học tập được nhiều cái kiến thức, thứ hai là cũng rèn luyện cho bản thân những cái kỹ năng cần thiết, ví dụ như mình có thể sống tập thể, hòa nhập, làm việc chung với mọi người. Mình cũng muốn cho bọn trẻ hướng theo Phật pháp, biết những điều hay, điều tốt để học áp dụng cuộc sống sau này, để làm người lương thiện hơn. Còn nếu mà để ở nhà thì đi chơi bời lêu lổng. Em muốn bản thân mình hoàn thiện hơn, hòa đồng với mọi người, không chỉ vậy đánh nhau. Con tham gia khóa tu mùa hè thì con sẽ thay đổi nhiều hơn, và bố mẹ ở nhà thì cũng mạnh khỏe hơn. Em chỉ cần con đi khóa tu mùa hè thật vui thôi, và con cảm thấy vui nhất là được. Vâng. Thân đây là khóa tu, khóa tu, khóa tu. Thân đây là khóa tu, khóa tu mùa hè. Thân đây là khóa tu, khóa tu, khóa tu. Thân đây là khóa tu, khóa tu mùa hè.